Trong căn nhà chưa đầy 7 mét vuông, bà Thành, một người bán vé số, đã hoàn toàn không còn thu nhập sau 3 tháng giãn cách. Những ngày này, bà và nhiều hộ dân xung quanh chỉ còn biết trông cậy vào các chính sách an sinh xã hội trong mùa dịch. Cô cố gắng nhá. Rồi, bộ phòng có tặng quà, chia sẻ cô nhé. Dạ, dạ, dạ. Cảm ơn nha. Dạ. Trước tôi trái số. Hai bao. Nhưng mà nó vậy. Uống sao? Thì nấu nấu cơm, ăn hộp 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 gà. Vậy thì tôi vào tôi vô. Tôi sẽ tự vô chị đang. Mỗi phần quà gồm 10 kg gạo, các loại thực phẩm thiết yếu như lương khô, thịt hộp, dầu ăn, trứng, sữa. Trong đợt này, Bộ Quốc phòng sẽ hỗ trợ bà con khó khăn ở thành phố Hồ Chí Minh tổng cộng 100.000 phần quà như vậy, cùng với 4.000 tấn gạo. Vận chuyển tặng quà cái gói an sinh xã hội đến các đối tượng chính sách và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Đặc biệt là cái vận chuyển lương thực thực phẩm, các nhu yếu phẩm thiết yếu đến người dân. Đấy, nó góp phần cái lan tỏa cái hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ rất là tốt. Từ đầu mùa dịch đến nay, Bộ Quốc phòng đã huy động được xấp xỉ 670 tỷ đồng, dùng để mua các loại thiết bị, vật tư y tế và nhu yếu phẩm cần thiết, hỗ trợ người dân khó khăn bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.